Robot Shop xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trên tay mình là sản phẩm máy ăn đáp Romax Storm Easy. Thì đối với máy ăn đáp loại cầm tay này á, loại Storm Easy này á, thì nó có một cái ưu điểm là thứ nhất là độ phân giải nó in khá là cao, là 600 dpi. Một cái thứ hai nữa là mình có thể truyền dữ liệu trực tiếp từ máy tính vào trong máy in. Và cái thứ ba nữa là mình có thể làm kết nối Bluetooth từ điện thoại Android tới máy in của mình để mà mình có thể truyền dữ liệu một cách là đơn giản nhất. Rồi thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm dùng trên điện thoại nhé. Đầu tiên thì mình sẽ bật máy lên. Rồi tiếp theo nữa là trên điện thoại của mình. Rồi trên điện thoại của mình đó thì mình sẽ cài cái app APK của nó. Thì trong khi mà mua máy á, trong cái USB á, nó sẽ có sẵn cái file cài đặt này nhé. Rồi thì lúc này mình sẽ chọn vào đây, mình sẽ chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Anh, sau đó mình ghép, mình sẽ chọn vào phần connect, bật Bluetooth. Và sau đó mình sẽ nhấn sập. Đây thì nó sẽ tìm thấy cái thiết bị này, mình sẽ nhấn vào. Rồi hoặc là để nhanh đó thì mình có thể vào trong phần cài đặt Bluetooth. Mình sẽ tìm thiết bị. Đây, nó có chiếc Easy này, mình kết nối vào. Rồi, sau khi Easy đã kết nối xong á, thì mình sẽ vào lại app. Mình sẽ vào phần Connect. Rồi, Connected xong, mình sẽ thoát ra. Đây là cái giao diện mặc định của thiết bị ha. Ở đây thì mình có thể vào Advanced này, mình sẽ chỉnh ngôn ngữ nha. Rồi tiếp theo là mình vào phần chỉnh những cái thông số. Đối với giao diện này á, ở đây thì mình sẽ có cái phần Add. Các bạn thấy chữ Add không? Mình sẽ nhấn vào chữ Add. Ở đây nó sẽ có test hình ảnh, barcode hay là những thông số gì đó. Ở đây mình có thể nhập cái phần test thử nha. Rồi mình sẽ chọn vào ví dụ như là ngày sản xuất. Rồi hôm nay là ngày 19 tháng 11 19. Ở đây mình có thể chọn được phông. Ở đây nó có rất nhiều loại phông nha. Phông này thì mình có thể nạp phông vào được nha. Rồi đây thì các bạn thấy không, nó sẽ lên cái dòng ở đây. Thì đối với cái dòng này mình muốn edit thì mình cứ kích vào, mình sẽ chọn là edit nhé, re-edit. Ở đây nó sẽ có cái là phông thai nè, in đậm hay là in nhạt nè, in nghiêng gì đó. Rồi cái tiếp theo ở đây là chiều dài, chiều rộng. Cái ở đây là cái đây những cái thông số này. Rồi sau khi mình muốn thêm một cái dòng nữa thì mình tiếp tục vào app, mình sẽ chọn ví dụ là hạn sử dụng nha, 19 11 20 chẳng hạn. Ok, đây mình sẽ chọn qua 20. Rồi mình sẽ chọn edit. Ở đây hồi nãy cái phông của mình hình như là phông Arial, thì cho nên là nó sẽ đồng đều hơn. Đây. Rồi tiếp theo nữa là mình có thể nhập một cái dạng chữ tiếng Việt nha. Ví dụ như mình học là solo đi.
đây, chọn Arial. Rồi các bạn thấy không, cái solo này mình vẫn nhận được phong tiếng Việt nha. Tuy nhiên ở đây thì nó mình sẽ chọn một cái phong khác cho nó phù hợp hơn. Đây solo nó rất là rõ nha. Rồi sau khi mà xong tất cả hết thì mình vào phần file manager. Đây mình có thể chọn save file. Lúc này mình sẽ đặt cái dùng nhớ này, ví dụ như là số 1 chẳng hạn. Mình sẽ còn file nó. Rồi thì như vậy là cái những cái thông số này của cái file này nè, nó sẽ lưu ở trong cái ô số 1 này. Đó, ví dụ như giờ mình sẽ delete, mình sẽ xóa hết nha, thoát ra. Mình sẽ vào lại đây, mình sẽ xóa này. Rồi file manager, open file, chọn số 1. Đó, nó sẽ load lại những cái thông số ban đầu. Ok. Rồi sau khi mà mình đã chỉnh tất cả trên đây xong thì mình sẽ bắt lại. Rồi mình sẽ chọn là up file nhé, nó sẽ truyền dữ liệu vào trong cái thiết bị. Mình sẽ chọn vào đây. Thì sau khi mà truyền xong á thì nó sẽ báo đây là 100% nha. Rồi lúc này mình sẽ vào trên máy của mình. Khi mà truyền vào thì các bạn để ý là cái giao diện nó sẽ nhảy về giao diện bên ngoài nha. Mình sẽ nhấn vào open file. Tuy nhiên thì nếu cái trường hợp mà nó không có hiển thị lên á thì mình có thể mình tắt máy, bật lại. Đây nó sẽ lên theo những cái thông số như hồi nãy mình cài đặt, nó nằm ở trong đây. File manager này. Đây thì các bạn thấy không? Thì như vậy là dữ liệu của mình nó đã được được truyền từ điện thoại sang thiết bị máy in của mình một cách rất là đơn giản và nhanh chóng. Và mình có thể được in cả tiếng phong tiếng Việt luôn. Lót hình ảnh vẫn in được rất là đơn giản trong quá trình sử dụng nha. Rồi sau đây thì mình sẽ in thử sản phẩm nhé. Rồi mình sẽ lắp hộp mực vào. Đây mình sẽ lắp hộp mực vào. Anh là giấy. Nếu mà những cái bề mặt mà nó dạng như nó gồ ghề hay là nó không bằng phẳng thì mình sẽ dùng cái miếng sắt này để mình lót lên mình in nhé. Thì bây giờ mình sẽ in thử trên cái ta. Mình sẽ nhấn vào là ở đây nó có chữ clone này, mình phải nhấn vào ok cho nó ra chữ ready. Thì cái này mình sẽ bấm cái cần này, mình in thử sản phẩm nhé. Đây thì các bạn thấy in chữ khá là đều nhé. Tuy nhiên thì do hộp mực mình chưa có vệ sinh á, mới in lần đầu á thì nó sẽ hơi có bị những cái đốm đốm như vậy. Thì mình sẽ vệ sinh đầu mực thì nó in nó sẽ nét hơn. Lấy cho anh cái miếng ni lông hay gì nữa. Bằng ni lông cái này. Sau đây thì mình sẽ in thử trên một cái chất liệu là nhựa ni lông nhé. Rồi túi ni lông bóng đây. Thì đối với những cái túi dạng như vậy á thì mình không thể nào là mình in trực tiếp lăn lên đây được, tại vì khi mà quá trình á in á thì cái đầu mực này nó sẽ bám vô cái con lăn này, thì mình phải dùng cái miếng sắt này mình lót lên đây. Đây mình sẽ lót lên đây rồi mình sẽ tiến hành mình thử. Rồi đây là in trên bề mặt túi ni lông. Rất là sắc nét và đẹp nha. Mình sẽ chùi thử nha. Mực này thì nó rất bám rất là tốt, nó sẽ không bị ra đâu. Mình sẽ in đầu trên này nó láng hơn nè, bề mặt này nó sẽ láng hơn.
Đây, để mọi người xem nhé. Đây thì các bạn. Hoàn toàn không bị lem nhé. Ngực bám rất là tốt. Đây, mình đã giới thiệu sơ về tính năng của Storm Easy sử dụng kết nối Bluetooth. Các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment dưới video hoặc là vào trang web Rumac Shop để tham khảo thêm nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.